Đâu rồi? Em đâu vô nhà hàng rồi. Ủa sao không đi ra đây? Đâu rồi mẹ, đâu rồi? Xe mẹ vô theo em rồi. Rủ mẹ với em ra đây Khang. Ra đây. Mà nói gửi coi Trang ra mà thôi đi giúp chị quay mà còn miếng mà đỡ út đúng được rồi. Gắt dạ mời, gắt dạ dạ mời các bạn của ta.